Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào quý cô chú, quý anh chị. Thì hôm nay thì Lộc đang ở tại một vườn cây ăn trái có diện tích là 3.600 m² tại xã Tân Bình, huyện Bình Cụ, tỉnh Đồng Nai. Thì Lộc nghĩ đây sẽ là nơi lý tưởng cho những ai muốn trồng cây ăn trái và tận hưởng không gian đồng quê. Vị trí vườn bưởi thì nằm cách Biên Hòa là 10 km và thành phố Hồ Chí Minh là chỉ khoảng là 35 km. Khu vườn này đặc biệt được trang bị đầy đủ hệ thống tưới tiêu cho cây trồng phát triển tốt nhất. Thì vườn có nhiều loại cây ăn trái như là ổi, mít, xoài và đặc biệt chủ đạo đó chính là bưởi. Thì trước tiên vào đất thì Lộc sẽ giới thiệu sơ cho anh chị trên lay cam để hình dung được sơ về cái vườn bưởi mình, cũng như là về cơ sở hạ tầng, đường xá, giao thông có thuận lợi và có phù hợp cho anh chị hay là không ha. Thì vị trí là xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, với diện tích là 3.600 m², ngang là được 64 m, chiều dài là được 70 m. Thì diện tích khá là vuông luôn anh chị. Anh chị có thể nhìn trên lay cam là thấy vườn bưởi của mình khá là vuông. Thì trên vườn bưởi này thì có trồng xen lẫn một số cây ăn trái như là xoài, mít, ổi, như là chanh, bắp. Đấy, phía sau mình đó chính là một view cánh đồng khá là mát mẻ luôn anh chị. Thì bên trái mình á, cặp theo vườn bưởi mình thì có một cái con mương thủy lợi của nhà nước, do đó là mình lấy nước ra vào rất là thuận lợi luôn anh chị. Đây là cái cảnh quan nhìn phía sau lên ha anh chị ha. Thì vườn bưởi mình đã có hàng rào hệ thống đầy đủ hết rồi, nên là vấn đề mà pháp lý tranh chấp á, anh chị yên tâm nha. Đấy, đây là con đường vào đất nè anh chị. Thì đường của mình từ vườn bưởi ra về đường bê tông phía bên ngoài đó là có lộ giới là 4 m anh chị, còn phía ngoài thì nó là 6 m. Thì ra đây đó là con đường nhựa anh chị. Về đường nhựa này thì nó sẽ ra là Hương Lộ 7, thuộc xã Tân Bình của mình luôn anh chị. Thì nó cách là chỉ là 500 m thôi là ra là Hương Lộ 7 rồi. Thì ra Hương Lộ 7 thì nó sẽ là một cái ngã ba, thì hướng bên tay phải á, thì nó sẽ là về xã Bình Lợi, thì nó sẽ đi qua cái cầu Bạch Đằng anh chị. Thì cách cầu Bạch Đằng thì nó tầm khoảng là 3 km á. Đấy, cầu Bạch Đằng bắt từ Bình Dương sang Đồng Nai anh chị. Đấy, còn mình rẽ trái thì nó sẽ về Biên Hòa. Về Biên Hòa thì trước tiên về Biên Hòa thì anh chị sẽ đụng một cái ngã tư gọi là ngã tư Bến Cá. Thì từ đây anh chị ra ngã tư Bến Cá thì nó chỉ có vài trăm mét anh chị, tầm khoảng là 8 đến 900 mét thôi. Đấy, đây là cái con sông nhánh của sông Đồng Nai anh chị ha. Thì đất mình đó, nó được phù sa bởi sông Đồng Nai, do đó là trồng cây ăn trái khá là tốt luôn anh chị. Đây, dân cư thì khá là đông rồi anh chị ơi. Nhà biệt thự nè, nhà Thái thì khá khá là nhiều đó anh chị. Đấy, anh chị thấy một cái nhà mà to to đó, đó chính là trường cấp 2, tên là Võ Trường Toản anh chị ha. Đó là ngay Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình luôn anh chị. Thì từ vị trí Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình anh chị đi đến Biên Hòa thì nó chỉ là 5 phút thôi. Anh chị đi theo là con đường tỉnh lộ 768 anh chị, thì khá là gần anh chị. Thì khi mà anh chị đến Biên Hòa rồi á, thì anh chị đi thêm khoảng 4 km nữa thì nó sẽ đụng là ngã tư cầu mới là cầu Hóa An anh chị. Ngay cầu Hóa An đó chính là quốc lộ 1K rồi, đường xá thắt ra rất là thuận lợi luôn. Thì từ quốc lộ 1K thì anh chị đi là khoảng 20 km hơn nữa là đến ngã tư Linh Xuân rồi. Cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ tầm là khoảng là 30 km thôi, 30 đến 35 km thôi anh chị ha. Thì cơ sở hạ tầng giao thông cũng khá là tốt nên là anh chị thuận lợi lắm. Khu vực này thì nó là làng Bưởi Tân Triều. Đấy, cái căn nhà có mái ngói đỏ đỏ đó chính là trường mầm non anh chị. Đó, rồi vị trí đất mình này đằng kia ha. Ở trường mầm non cũng khá lớn á. Thì khu vực này chủ yếu là người dân trồng bưởi thôi, nên khí hậu cũng khá là mát mẻ. Nếu mà anh chị mà về mà nghỉ dưỡng làm vườn ở đây á thì em nghĩ khá là tuyệt vời luôn. Đấy, con đường này thì chuẩn bị được mở rộng rồi,
nhưng mà chưa được thông qua hội đồng nhân dân xã anh chị ha, chuẩn bị thôi. Khu vực này thì nó là quy hoạch là khu dân cư thôi anh chị, nên là chỉ phát triển là khu dân cư thôi, không có gần khu nghiệp đâu, nên là em thấy nó sẽ là phù hợp là cho những anh chị mà họ làm vườn á, thì muốn sống cuộc sống đồng quê cho nó thoải mái. Với diện tích 3.600 thì em nghĩ là khá lớn để cho mình làm một cái vườn cây ăn trái thiệt là to anh chị. Đấy, dân cư thì rất là đông rồi, tiện ích thì nó cách có 1 km thôi, là ngay ngã tư Bến Cá đó anh chị. Ngay ngã tư Bến Cá đó thì có Bách Hóa Xanh nè, có chợ nè, nói chung là tất tần tật luôn. Về tiện ích thì nó nằm ngay khu vực đó anh chị. Rồi thì chắc có thể là bây giờ vào đất được rồi anh chị ha. Để mà chi tiết thêm thì quý anh chị hãy theo chân em xem hết cái video nha, tại vì còn nhiều cái để em chia sẻ cho anh chị lắm. Anh chị nhớ mà theo dõi nha. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh Lộc Bất Động Sản thì anh chị cũng đăng ký ủng hộ cho Lộc, để cho Lộc có một cái gọi là tinh thần nhiệt huyết xây dựng kênh, cũng như là tìm cho anh chị những cái sản phẩm thật là đẹp. Thì cái lô đất mình khá là vuông đó anh chị, khá là vuông luôn. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào quý cô chú quý anh chị nha. Và bây giờ là 1 giờ trưa rồi thì cũng ráng đi quay cho anh chị, bởi vì là chủ muốn bán quá anh chị, tâm huyết muốn bán cái vườn bưởi này để mà xây sở việc gia đình. Thì hôm nay thì chủ gửi cho em một vườn bưởi là với diện tích là 3.600 m² chị. Đó. Thì vị trí chính xác ở đây là xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thì đó là ngay làng bưởi Tân Triều á chị. Thì anh chị nào mà đã nghe làng bưởi Tân Triều thì chắc cũng biết khu vực này rồi ha. Thì 1 giờ trưa thì cũng hơi khá là nắng anh chị. Đó. Thì từ đây á, thì con đường mình nó sẽ là vài ra ngoài đường nhựa thì nó tầm khoảng là 300 m thôi. Đó thì anh chị xem trên lay cam thì anh chị cũng đã thấy rồi đó. Đó. Thì bây giờ thì em sẽ dẫn anh chị vào trong đất để xem chi tiết tổng quan của thửa đất mình, vườn bưởi mình có những gì đặc sắc. Thì đây là con đường vào đất của mình ha anh chị. Thì em cũng xin nói rõ thêm về cái vấn đề con đường. Thì con đường này là nó có chiều ngang là 4 m và chiều sâu là 95 m. Thì đó, thì cái con đường này á, là chủ đã đổi đất của anh chị kế bên để mà mình lấy được con đường này. Thì cũng có ra văn phòng công chứng và hiến đường rồi đó. Thì con đường này là sẽ là đi chung. Thì đây là lộ dưới là ngang 4 m, thì xe tải có thể là vào vô tư nha anh chị. Khu vực này thì đa phần là người dân làm bưởi thôi. Bưởi là ở đây đặc sản rồi, nên là hầu như là về cái tàn làng bưởi này nhà nào cũng có bưởi hết. Thì bưởi cái vườn này thì đã trồng được là khoảng là 4 năm rồi anh chị. Và bắt đầu là năm nay là bắt đầu năm thu hoạch của cái vườn này. Mặt hàng không đủ mà để mà cung cấp ra thị trường luôn anh chị. Ở đây là đất đỏ lắm, bưởi ở đây là đất đỏ luôn đó. Thì hai bên thì cũng của đất của anh chị, của chủ đất về sau. Rồi con đường này nói chung là đã công chứng rồi, nên là anh chị yên tâm về vấn đề pháp lý nha. Thì trước đây đúng ra là đất mình là đến đoạn này nè, từ đoạn này cắt ngang qua bên kia, cắt ngang bên kia, thì nó tổng cộng diện tích là đổi là nó khoảng là 490 m. Thì trên vườn bưởi mình đã có hệ thống tưới tiêu tự động nè. Nói chung là hệ thống tưới tiêu là nhỏ giọt, nên là nó rất là tiết kiệm nước anh chị. Đó, rất là tiết kiệm nước luôn, thôi mát quá. Thì trên vườn mình là cũng có một số cây ăn trái xen lẫn với bưởi, cũng như là ổi, xoài nè, mít nè. Trên cái vườn bưởi mình đã có một cái căn nhà kho để phân bón, cũng như là để những cái vật dụng để mình làm vườn á. Thì cũng có một cái chuồng gà, trứng gà rồi đã không? Đấy, gà đang ấp luôn nè quý anh chị. Đó, đã không?
sờ miếng thôi làm dữ vậy. Đấy. Rồi bây giờ em dẫn anh chị ra ngoài sau ha. Ở đây cũng có chanh rồi nè, chanh tắc, chuối. Đấy. Nói chung là vườn bưởi mình được chăm rất là kỹ nên cũng khá là tốt anh chị. Đến thời điểm này là gần được 4 năm chứ chưa được 4 năm nhưng mà cây khá là tốt anh chị. Cây này là bắt đầu năm nay là mình thu hoạch được rồi. Thì tương đối cái vườn bưởi này cũng khá là rộng nên là có thể là tranh em có thể là chỉ nó không được đầy đủ trên cái video này, thì anh chị có thể là nhìn trên tay cam ha. Lấy cam nó sẽ chi tiết hơn. Đất mình thì khá là bằng phẳng. Những cái mương này không phải là những cái mương mà đất nó xấu nha. Cái những cái vườn bưởi là người ta bắt buộc phải làm những cái mương này. Và phía sau mình là có một cái ao cá anh chị. Đấy, ao cá này diện tích thì tầm khoảng chừng 50 mét thôi chứ không có nhiều đâu. 50 đến 70 mét. Đây, đây là cái vườn bự, thì bên đây chắc tầm khoảng là này là khoảng cũng 8 năm rồi đó, 8 năm tuổi đó. Bưởi này là bưởi bưởi đường lá cam. Đấy, trái rất là mướt, rất là mượt. Nhìn cái vườn thấy mê không? Bên hông này thì có cặp theo là cái mương. Đây là cuối ranh đất ha quý anh chị ha. Thì ngoài sau mình chỉ là view cánh đồng thôi chứ không có gì hết. À, mương nước này là mương nước của nhà nước nha anh chị. Mương nước này là mương nước của nhà nước. Đó, thì mình có thể là tận dụng cái mương nước này để mình lấy nước ra nước vào ha. Đây là cuối ranh đất mình rồi. Đất rất là vuông luôn. Anh chị nhìn trên lay cam sẽ thấy rất là vuông luôn. Đây là cái ao cá. Ao cá này chắc nuôi cá chấm cỏ hay sao thấy thấy rau muống nhiều. Đấy. Ôi ôi sao mít kìa. Mít nè anh chị ơi. Cái này là phải mười mấy ký á. Ghê chưa? Mười mấy ký á. Ở đây là nó giáp ranh với lại sông Nha, sông Đồng Nai anh chị. Thì khi mà mình trồng ở đây á, nó màu mỡ lắm. Nó được phù sa sông Đồng Nai lên á. Nên là vừa cây ăn trái mình trồng khá là màu mỡ luôn. Ồ, nhìn những cái cây bưởi xanh đã không? Khá là đã luôn. Em sẽ chỉ ranh cho quý anh chị ha. Đó. Ranh thì rất là rõ ràng. Cao. Ranh này cao khoảng hơn là 2 mét. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Quá trời đã luôn. Đấy, quá trời đã luôn. Đây là cuối ranh mình nè. Đó thì anh chị nhìn cái ranh nha, nó rất là thẳng. Đất mình nó vuông. Nó cực kỳ vuông luôn anh chị. Nhìn cái hàng rào thẳng tăng luôn, thẳng tưng luôn. Nó khá là vuông. Ngoài sau xung quanh thì view cánh đồng khá là mát mẻ. Đấy. Thì bây giờ là cũng gần như là tổng thể của cái diện tích đất của mình rồi đó. Cái chanh nè. Khá là tốt anh chị. Thì vị trí này đó là xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đó, thì khu này thì đa phần là người dân trồng bưởi nè, nên là khi mình làm nhà vườn ở khu vực này nó khá là mát mẻ anh chị, tại vì đa số xung quanh toàn là vườn cây hết. Đó. Thì diện tích của cái lô đất này là nó có là 3.600 mét. Đó. Trên sổ thì nó 4.100 mấy á, do là mình đổi cái diện tích của con đường với lại diện tích đất của người ta nên là chỉ còn là 3.600 thôi. Nó có công chứng rõ ràng nên là vấn đề pháp lý anh chị yên tâm. Hiện trạng sổ thì sổ là cây lâu năm ha anh chị. Đó, cây lâu năm thì với tổng diện tích là 3.600 mét vuông thì có giá là 3 tỷ trên 1.000 mét vuông, là 3 tỷ trên một sào. Đó, thì giá này là vẫn còn thương lượng được với chủ nha anh chị. Thì anh chị nào thiện chí cảm thấy là đất này phù hợp là nhu cầu của mình thì hãy liên hệ cho Lộc. Lộc sẽ kết nối cho anh chị làm việc với chính chủ để làm việc một cái giá là thích hợp cho mình để mình đầu tư lô đất này ha anh chị ha. Rồi, cuối video Lộc xin chúc quý anh chị là một ngày an lành và tràn đầy hạnh phúc. Rồi, em xin chào.